tôi rất là hài lòng và những cái chiến lược. Đây là một chương trình rất là đặc biệt đối với tôi, cho chúng tôi được rất nhiều những cái mà thông tin và những cái mà chia sẻ trong cuộc sống cũng như là những cái trường hợp chúng tôi mắc phải. Đến với những cái quy trình thật là tuyệt vời, không những doanh nghiệp khởi nghiệp và những doanh nghiệp đã trải nghiệm rồi đến đây để mình tổng hợp lại. Qua một ngày ấy, thì có rất nhiều thứ nó được vỡ ra, vỡ thực sự luôn ấy. Sau khi học được kế hoạch 5 phút thì mình đã rút ra được bài học, đó là tất cả anh em khi làm thì đều có một cái kế hoạch. Trong cái khóa giải phóng lãnh đạo cũng giúp cho tôi nhìn ra được cái tổng thể về một cái quy trình để quản trị doanh nghiệp, để điều hành doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp nó bài bản.